Thưa quý vị, nhằm gìn giữ những giá trị văn hóa của người đồng bào dân tộc Hờ Rê, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư xây dựng khu bảo tồn thôn Làng Teng, xã Băng Thành, huyện Ba Tơ. Nhiều hạng mục như là phục dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, các nhà sàn truyền thống, chòi lúa người Hờ Rê, chuồng trâu đã được triển khai. Dự án này được bàn giao cho huyện Ba Tơ vào năm 2018. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm sử dụng, khu bảo tồn này đang trong tình trạng xuống cấp. Và sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên VTV8. Bước chân đến khu bảo tồn Làng Teng, đập vào mắt là những căn nhà mái tranh cũ nát và tốc mái. Sàn nhà hoen ố, mục nát có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Bên trong căn nhà chỉ còn một vài hiện vật nằm lăn lóc với bếp củi đã lâu không đỏ lửa. Trần nhà thì loang lổ ẩm thấp vì không có người lui tới chăm sóc. Nhằm mục đích gìn giữ và bảo tồn nét văn hóa của người đồng bào dân tộc Hờ Rê, tỉnh Quảng Ngãi đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng để xây dựng cái khu bảo tồn tại Làng Teng của huyện Ba Tơ. Tuy nhiên chỉ sau 5 năm đưa vào sử dụng thì nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí. Bây giờ không dám đâu. Mấy cái hạng mục là nó mục hết trơn là từ trên nắp xuống là mục hết trơn rồi, không có ai dám vô. Khu bảo tồn văn hóa thôn Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi được đầu tư hơn 10,5 tỷ đồng trên diện tích gần 1,5 hectare nhằm phục vụ việc bảo tồn và phát huy văn hóa đồng bào dân tộc Hờ Rê. Đặc biệt là lưu giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Hờ Rê, một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tuy nhiên, chỉ sau 5 năm đi vào hoạt động, nhiều hạng mục đã hư hỏng nặng, không thể đưa vào sử dụng, gây lãng phí. Cần có sự chúng ta ở thường xuyên, nấu nước, nấu nướng, có khói nó giữ, không đuổi đi cái mới nó phá hoại cái nhà. Và cái việc không sinh hoạt thường xuyên ở đây dẫn đến cái mới nó phát triển. Có lẽ là chúng ta phải thay đổi tư duy. Ví dụ như là một số vật liệu chúng ta có thể dùng cái vật liệu thay thế, tức là chúng ta phải kết hợp giữa truyền thống và hiện đại để làm sao đó đảm bảo tính chất thẩm mỹ của công trình và tính chất của cái công trình đó là cái nó vẫn giữ được cái nét độc đáo của cái văn hóa của đồng bào dân tộc Hờ Rê. Việc sử dụng các vật liệu xây dựng thiếu tính bền vững và khó tìm tại địa phương như tranh, tre, nứa và gỗ truyền thống khiến công tác duy tu bảo dưỡng gặp nhiều khó khăn, tốn kém. Việc sớm có giải pháp phục dựng, tránh bỏ hoang gây lãng phí là vấn đề đặt ra với các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi.